Quý vị và các bạn thân mến, ở khu vực Sài Gòn, quận 7 thường là quận được nhiều cư dân yêu thích, tin tưởng để an cư lập nghiệp. Bởi tính giao thương, những tiện ích và cả hệ thống cơ sở hạ tầng đường giao thông tại đây. Và cũng bởi vì lý do đó nên quận 7 có rất nhiều công trình kiến trúc về nhà ở và cũng rất nhiều dự án về căn hộ cao cấp tại đây. Và không thể không nhắc đến dự án căn hộ Sunshine Sky City. Dự án đang nhận được đông đảo sự chú ý của cư dân về một cuộc sống thượng lưu đẳng cấp. Trong video lần này, hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi tìm hiểu về dự án này để quý vị có một cái nhìn bao quát hơn về dự án này nhé. Tọa lạc tại quận 7, liền kề trung tâm Phú Mỹ Hưng, gần trục đường chính, giao thông thuận tiện về trung tâm thành phố, quận 1, quận 2, Nhà Bè và các tỉnh. Đồng thời, thừa hưởng toàn bộ tiện ích đa dạng, sẵn có với các bệnh viện hàng đầu, trường học quốc tế, khu vui chơi, giải trí cao cấp cho cuộc sống thượng lưu. Sunshine Sky City mang ấn tượng về một khu chung cư cao cấp được quy hoạch theo mô hình bên sông Sài Gòn, trọn gói những tiện ích đẳng cấp quốc tế và tinh hoa của lối sống thông minh trong khu phức hợp. Sunshine Sky City tiên phong xây dựng tiêu chuẩn sống thông minh, thời thượng tại khu Nam Sài Gòn. Về tổng quát, chủ đầu tư Sunshine Group đã và đang phát triển hơn 20 công trình hạng sang khắp cả nước. Sunshine Group chính thức đến với thị trường thành phố Hồ Chí Minh với dự án quy mô khủng Sunshine City Sài Gòn, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố tiềm năng để trở thành mảnh đất sinh sống và đầu tư vàng tại khu vực sầm uất bậc nhất Sài Gòn. Dự án tọa lạc tại Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ khu vực rộng đến 42.548 m², bao gồm các loại căn hộ, office tower và penthouse. Quy mô của dự án bao gồm 9 tháp, 26 cho đến 38 tầng. Số lượng căn hộ 2.264 căn và 1.484 office tower. Các loại căn hộ hiện có: căn hộ 2 phòng ngủ 67-83 m², căn hộ 3 phòng ngủ 101-104 m², căn hộ 4 phòng ngủ 130 m² và 80% số căn hộ là view sông, với mật độ xây dựng là 29,5%. Thiết kế căn hộ thì nội thất dát vàng, tòa nhà phủ kính lâu y 3 lớp. Sunshine City, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho người dân thành phố một sự lựa chọn vượt lên trên mọi tiêu chuẩn xanh. Đồng thời, chủ đầu tư dành nhiều diện tích cho các tiện ích phục vụ đời sống của cư dân như là công viên, cây xanh hay hồ bơi, hồ cảnh quan liên tòa, hồ bơi vô cực, thác tràn nghệ thuật, sân thể thao đa năng rợp bóng mát. Và tại Sunshine City Sài Gòn, hệ thống hồ điều hòa được bố trí đan xen trong khuôn viên, cùng mảng xanh vườn và trên các tầng cao, mang đến bầu không khí thoáng đãng, trong lành mà không nhiều dự án trong khu vực có được. Ngoài ra, dự án còn rất nhiều hệ thống tiện ích phong phú và hệ thống đa dạng, không chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho cuộc sống cư dân tại đây, mà còn nâng tầm sống lên một hạng mức khác, giúp cho quý cư dân trải nghiệm nhiều hơn những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Ví dụ như là bể bơi 4 mùa tiêu chuẩn resort, công viên và đường đi bộ trên không, vườn và con đường đi bộ, hệ thống sân chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, hệ thống mua sắm, hệ thống tiện ích đa chức năng, cụm giải trí kỹ thuật số và các tiện ích khác. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và điều trị của cư dân, Sunshine City Sài Gòn còn được trang bị hệ thống phòng khám S Pharmacy với trang thiết bị hiện đại, tiện nghi cao cấp và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới để được cung cấp thêm thông tin về dự án. Và đồng thời, đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau và chúc quý vị có một ngày mới an lành.